Thì hôm nay thì sẵn tiện Minh đi đến cái nhà của ông anh ở gần Maryland và cũng gần bãi biển Ocean City, thì cả gia đình cùng nhau rủ nhau ra bãi biển tắm và hứng nắng với cái một bầu trời mùa hè rất là đẹp nè các bạn. Thường ở bên Mỹ này thì tranh thủ mùa hè thì mình có thể đi đây đi đó chơi, chứ còn khi mà mùa đông là coi như thua. Các bạn nhìn thấy không, xa xa có những cái tầng cao ốc rất là nhiều, và đó là những cái khu nhà hàng khách sạn rất là đông. Đây là khu trung tâm mà thường rất là nhiều người Mỹ họ chọn đến đây tắm biển vào mùa hè, cho nên các bạn sẽ thấy được rất là nhiều nhà khách sạn phòng trọ họ Giờ cho mình đã thuê tới tới. bãi biển các bạn. Bây giờ chỗ này á, là đang trên đường đi tìm chỗ đậu xe. Thì những cái nhà này các bạn thấy á, là những cái căn nhà người ta cho thuê á. Ta cho thuê những người họ đi biển á, họ mướn, bắt đầu họ vô đó họ tắm, họ nghỉ lại, nghỉ đêm qua đêm rồi chơi sáng hôm sau chơi thêm một ngày nữa. Hoặc là có nhiều người họ sẽ mướn một tuần, họ đã chơi đây người ta hơn một tuần tắm biển rồi ở lại chơi nghỉ, kêu bằng họ nghỉ phép á, nghỉ phép họ đi nghỉ dưỡng. Bạn nhìn thấy đẹp không? Này nè, các bạn thấy không, nguyên một cái dãy nhà nè đó, Hotel cho đó. hotel đó, cho thuê đó. Vì là chỗ đó để dành cho bạn tắm rửa rồi đó. Bản Nova Vacancy tức là không còn phòng nữa. Đó. Bạn thấy không, nguyên cái dãy nhà nhà ở biển này rất là mắc đó các bạn ơi. Và nếu như có nhà cho thuê cái mùa hè này không tiền không các bạn. Đây nè các bạn thấy không? Ừ. Giờ mình đang đi tìm chỗ đậu xe. Biển lắm, mình đi xuống là nó có cái đồi tắm nước ngọt á, cái nhà tắm á, nhà cầu tiêu ngay đó luôn, nó gần. Nhớ quên lâu quá không có đi 7-8 năm kem chống nắng là phải tha vậy đó các bạn, tha cỡ này nè nó mới chống được cái nắng. Cô Loan đâu mà rét biển gì ông, cô Loan nhìn mặt anh nè, cô rét gì mà ở đây á, họ có những cái người quản lý và coi á, cho mình tắm biển các bạn đó, rồi đứng đó dài dài bãi biển đó, có gì phải không? Ba nó đang cắm cái dù xuống các bạn. Em xoay nó chứ. Em xoay nó mới xuống sâu được. Anh bồi cát lên thêm, bồi cát lên thêm. Xoay nó, xoay cho nó xuống. Xoay vòng vòng á cho nó xuống sâu hơn chút. Có người họ đang chạy tàu. Bây giờ là buổi chiều rồi. Bây giờ đi trên bờ cát nó phập phình các bạn thấy. Wow. Wow. Sóng lớn quá, trời lên tới đây luôn. Woohoo.
bây giờ mình đang đứng ở bãi biển nè các bạn. Các bạn xem ạ. À. Đó. Sóng gió quá trời. Đó là chi là cái chiếc tàu để người ta đi ra ngoài phía ngoài biển á, để người ta câu cua câu cá rồi. Rồi đi giống như là đi lướt sóng ở phía ngoài á các bạn. Đây mình sẽ đứng ở đây mình canh sóng vô, mình quay cho các bạn xem cái lúc mà sóng nó đánh. Đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Coi nè. Ồ, các bạn thấy không? Wow. Đây, vô tới nè. Vô tới nè. Dập biển vô tới nè. Bạn thấy nó đánh vô cái tảng đá không? Rất là đẹp. Mình nhìn qua phía bên kia là có khu vui chơi. Khu vui chơi của con nít. Và nguyên cái dãy bên đây là nhà hàng các bạn. Nguyên dãy bên đây là nhà hàng. Rồi đây là dọc bờ biển. Đây là dọc bờ biển. Các bạn sẽ nhìn thấy qua tới bên đó luôn, các bạn thấy không? Đó, phía bên đó luôn. Đó là cái khu nhà hàng và cái khu bãi bên đó là rất là đông. Và hồi nãy hai mấy chị em mình chạy vô bên đó thì không tìm được chỗ đậu xe, cho nên bắt buộc phải đi qua đây. Bị gió, không biết mọi người có nghe rõ hay không thì không biết. Rồi, bây giờ mình đi vô nha mọi người. Trời đang chuyển mưa. Các bạn thấy ngay góc bên đây nè, trời nó tối mịt rồi không? Cho nên người ta không có cho tắm. À, và người ta cảnh báo mình đó là nếu như mình tắm là mình sẽ có chấm sấm chớp, mình phải đi vô. Wow. Dễ sợ. Mọi người ơi, em đứng xa xa nè, em thấy ảnh nè. Bây giờ bơi lội lặn hợp cũng dữ lắm mà. Hết biết đổi cái nón mà cát trên đầu kìa trời ơi. Ê trời, mồ hôi vô con mắt rồi khóc. Sau khi tắt máy á, thì em với chị Loan hai chị em mình đã xuống dưới đây và lặn hụt hết cả buổi thì mới lên các bạn. Tuy là sóng khá là lớn, không có tắm được an toàn, nhưng mà vẫn muốn xuống để hứng những cái sóng biển các bạn. Và chồng mình gẹo mình với chị Loan là xuống nhúng cho ướt mình chứ không có bơi, tại vì thấy bơi là phải đi ra xa một chút xíu, mà hai chị em cứ đứng gần bờ không à, cho nên ổng cứ gẹo vậy. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video của mình ngày hôm nay nha, và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Bye bye, hẹn gặp lại.